Hoàng đang xem live. What the hell? Nguyễn Huy Hoàng đang đứng đây. Ai? Ai là người xem live? Vệt này màu trắng luôn này, cho nó đẹp. Một vệt chỗ này thôi. Làm nuôi dài bỏ hết nó. Không, không cần thiết phải bỏ đâu. Mình làm thêm thôi.
Trông nó dày nặng lên, nó khác ngay.